Bản tin dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay 15 tháng 7 và ngày mai 16 tháng 7. Khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, nhiều mây, ngày giảm mây nắng nhẹ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông ở diện rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, trời nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.